Ngày 22 tháng 3 năm 2022, đoàn lãnh đạo Cộng hòa Sierra Leone đã đến thăm trụ sở công ty cổ phần Đại Thành tại Bắc Ninh, đồng thời thực hiện lễ ký biên bản ghi nhớ về giống cây trồng, phân bón hữu cơ và canh tác thông minh giữa Liên hiệp Hợp tác Kinh tế Việt Nam, Châu Phi, công ty cổ phần Đại Thành với cơ quan chứng nhận giống cây trồng Sierra Leone thuộc Bộ Nông nghiệp Sierra Leone. Trong thời gian tiếp theo, Việt Nam và Sierra Leone định hướng quan hệ hợp tác song phương, cùng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp trên cả hai đất nước. Trong đó, Đại Thành vinh dự là một trong những công ty, doanh nghiệp có cơ hội liên kết hợp tác cùng cơ quan chứng nhận giống cây trồng Sierra Leone. Sản phẩm liên kết hợp tác là máy bay nông nghiệp GlobalTech. Với thương hiệu GlobalTech, máy bay nông nghiệp có tính ứng dụng đa nhiệm trong canh tác nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất lúa. Sau buổi ký kết, ông Robert Chakanda và đoàn lãnh đạo Cộng hòa Sierra Leone đã đến thăm trụ sở công ty. Hơn thế, Đại Thành còn có những chia sẻ thực tế khi vận hành máy bay phun thuốc GlobalTech, giúp đoàn lãnh đạo Sierra Leone có trải nghiệm thiết thực hơn về công nghệ nông nghiệp này. Hiện nay, tiềm năng phát triển công nghệ máy bay ứng dụng cho ngành nông nghiệp tại Sierra Leone rất lớn, bởi diện tích canh tác tại đây khá rộng, địa hình rất thuận tiện để ứng dụng công nghệ đổi mới. Hơn thế, nhu cầu đầu tư cho ngành nông nghiệp tại Sierra Leone về nguồn lực, kỹ thuật canh tác cần bổ sung để phù hợp định hướng tương lai. Do đó, máy bay nông nghiệp là lựa chọn thích hợp bởi tính năng đa nhiệm 3 trong 1, đáp ứng nhu cầu phun thuốc, bón phân, gieo hạt cho nhà nông. Đặc biệt với diện tích canh tác lớn, máy bay nông nghiệp GlobalTech có thể làm việc liên tục, hiệu quả làm việc cao giúp giải quyết khó khăn về nguồn lực sản xuất, tối ưu chi phí cũng như gia tăng năng suất canh tác nông nghiệp. Đại Thành rất vinh dự khi cùng hợp tác Sierra Leone mang máy bay nông nghiệp GlobalTech đến nhiều vùng đất tiềm năng mới, không chỉ tạo cơ hội mở rộng trong nước nhà, Đại Thành còn có cơ hội phát triển trên trường quốc tế. Quý khách có nhu cầu tư vấn hãy để lại số điện thoại hoặc có thể gọi đến số hotline để được tư vấn trực tiếp. Và hãy cùng theo dõi kênh để xem thêm những điều hữu ích về máy bay nông nghiệp GlobalTech nhé!